thưa quý vị và các bạn chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh. Ngày 6 tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 06 phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu tổng thể của đề án là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích gồm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ công dân số. Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp. Đề án ban hành kèm theo danh mục 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên và 52 nhiệm vụ cụ thể với phân công trách nhiệm và các mốc thời gian hoàn thành rất cụ thể để thực hiện đề án. Tại Hưng Yên, ngày 15 tháng 6 năm 2021. Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết số 06 về chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Hệ thống quản lý nhà nước và xã hội được vận hành dựa trên nền tảng số và hiệu lực hiệu quả cao. Đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên thuộc nhóm 20 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương dẫn đầu về chuyển đổi số. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những mục tiêu của đề án cho thấy khối lượng công việc trong năm 2022 là rất lớn, vì vậy tổ công tác triển khai đề án cần phải có kế hoạch cụ thể rõ ràng, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương để triển khai thực hiện, thường xuyên theo dõi giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đảm bảo đúng tiến độ các bộ ngành địa phương cần phát huy vai trò của người đứng đầu, xây dựng lộ trình nhân lực thực hiện, đẩy mạnh phát triển nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng, tạo sự đồng thuận của người dân, thành lập tổ công tác thực hiện đề án tới tận xã, phường để triển khai đồng bộ và thống nhất. Khẩn trương đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu đã được xác định trong đề án để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngay trong năm 2022.